We'll be right back.
Hòm tưng bừng tổ chức lễ khai trương để mang đến cho quý vị một sự thỏa mãn về trung tâm mua sắm hàng đầu tại mảnh đất Mai Sơn thân yêu. Bà con, lời đầu tiên cho tôi xin phép đại diện cho trung tâm mua sắm điện máy Hùng Hom xin gửi lời chào và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể quý khách. Đến dự và chúc mừng lễ khai trương ngày hôm nay, xin kính chúc các vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc lễ khai trương trung tâm mua sắm Hùng Hom ngày hôm nay thành công, tốt đẹp. Kính thưa quý vị, sau một thời gian xây dựng và đi vào hoạt động có mặt tại Sài Lương, xã Trường Trăn, huyện Mai Sơn thân yêu, trung tâm mua sắm điện máy Hùng Hom đã đón nhận được rất nhiều sự tin yêu ủng hộ của toàn thể quý khách tại quê hương Trường Trăn, Mai Sơn thân yêu. Để đáp lại niềm tin của quý khách, đối với chúng tôi có sự mong muốn đem lại cho quý khách một trung tâm mua sắm tiện nghi, khang trang, chuyên nghiệp. Hôm nay trong thời tiết thu ấm áp tốt nhất và dịch vụ chăm sóc dịch vụ chu đáo hoàn hảo nhất, trung tâm điện máy Hùng Hom sẽ là địa chỉ mua sắm uy tín đối với toàn thể quý khách hàng gần xa. Chúng tôi hy vọng toàn thể quý khách và những quý nhà phân phối sẽ tiếp tục tin yêu, ủng hộ, đồng hành chúng tôi để chúng tôi thực hiện được ước mơ của mình. Đúng như cái tên của nó là trung tâm mua sắm điện máy. Một lần nữa xin được thay lời cho trung tâm điện máy Hùng Hom, chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu khách quý và lãnh đạo xã, lãnh đạo bản, quý nhà phân phối trên khắp mọi miền, đặc biệt là nhà phân phối Tam Anh tại Hòa Bình, cũng như toàn thể quý khách hàng gần xa đến dự và chung vui với chúng tôi trong sự kiện trọng đại này. Kính chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và có những giây phút trải nghiệm mua sắm tuyệt vời, thoải mái tại trung tâm chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, là công ty Tam Anh chúng tôi có tuổi đời là gần 30 năm trong lĩnh vực về kinh doanh về ngành hàng điện máy, ngành hàng tiêu dùng và các ngành hàng về điện tử. Thì trải qua một cái quá trình dài như thế, chúng tôi có đầy đủ tự tin, năng lực, tài lực cũng như là nhân sự để có thể hỗ trợ cho các anh chị đại lý C2 giống như là anh chị Hùng Hom. Thì trải qua 3 tháng cùng với anh chị Hùng Hom xây dựng, set up chương trình, thì hôm nay chính thức là điện máy Hùng Hom đi vào khai trương. Thì chúng tôi hy vọng cũng như là sự mong mỏi của anh chị Hùng Hom trong suốt thời gian vừa rồi, mong muốn mang đến một sự đổi mới, mang đến một cái sự tươi mới cho quê hương Trường Trăn của mình. Thì hôm nay là một cái ngày mà khá là đặc biệt đối với anh chị Hùng Hom cũng như là đối với cá nhân tôi, bởi vì là sau 3 tháng thì như quý vị đã thấy thì hôm nay trung tâm điện máy Hùng Hom đã đi vào khai trương. Chúng tôi mong muốn mang lại được giá trị của chính doanh nghiệp, mang lại cái sự trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho quý khách hàng với nhiều các mặt hàng, với giá cả cạnh tranh, với nhiều các cái quà tặng, nhiều các chương trình khuyến mại hấp dẫn đến với quý vị. Và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi sẽ quan tâm đến cái vấn đề dịch vụ sau bán hàng, chăm sóc khách hàng làm sao để hài lòng tất cả quý vị. Thì rất là mong được nhận được sự ủng hộ yêu quý của tất cả các quý khách hàng gần xa để cho điện máy Hùng Hom trở thành một cái trung tâm mua sắm uy tín hàng đầu ở khu vực xã Trường Trăn cũng như là các xã lân cận. Thì nhân đây thì tôi cũng xin được cảm ơn anh chị Hùng Hom đã gửi gắm niềm tin và hợp tác với công ty Tam Anh chúng tôi. Cảm ơn tất cả các quý đối tác, các nhà cung cấp, công ty Acolatic, công ty TCL, công ty Kangaroo, công ty Hòa Phát, công ty Aqua đã phối hợp với chúng tôi để hoàn thành cái dự án lần này. Nhân đây thì tôi cũng xin được cảm ơn các quý vị quan khách là chính quyền địa phương, bởi vì đã góp phần ủng hộ cho doanh nghiệp đi vào hoạt động được khai trương được tốt đẹp. Cảm ơn các anh chị là đại diện cho ban chấp hành của Hiệp hội Điện máy Sơn La cũng như các anh các chị trong hiệp hội đã có những lời động viên và khích lệ chúng tôi. Cuối cùng thì cũng xin chúc tất cả các quý vị đại biểu, tất cả quý vị quan khách có mặt tại đây
thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Chúc cho Điện Máy Hùng Hom khai trương hợp pháp. Cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ luôn luôn tin yêu, đồng hành, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian tiếp theo.